Ồ, xin chào các bạn. Anh em chúng tôi đang có mặt tại Golden Lotus Healthy Spa số 27 Phạm Ngọc Thạch. Còn có một cái tên gọi khác là Gym Zibang. Chim Chiêu Bang. Em kêu là Gym Zibang. Ừ, đó là vậy đó. Vô đây thì chúng ta khi mua một cái vé thì mình sẽ trải nghiệm rất là nhiều những cái dịch vụ combo ở trong đây. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây là tầng mấy cơ? Tầng 1. Tầng 1 phải không? Tầng 1 thì một lát mình sẽ đi một vòng mình giới thiệu sau ha. Nhưng mà trước khi chúng ta vô tầng 1 thì hồi nãy anh em chúng tôi đã xuống ở dưới là gì? Khu vực tầng trệt hả? Dưới là tầng 1 chứ. Đâu, tầng trệt này tầng 1. Ở dưới tầng trệt. Tầng trệt thì hay lắm. Rồi mình vô xong là đầu tiên là chúng ta phải đến với khu vực sông hơi, sông ướt, sông khô, tắm. Cái tắm đã lắm. Quay lên nó nhỏ thôi. Cái tắm là nuôi ở chuồng 100% luôn. Mấy bạn mà thích với bạn nam á vô chổng hay là thích với bạn nữ thì vô chổng đã lắm. Chứ bậy vô đâu. Không, mình review vậy thôi tại vì khu vực đó không cho quay nha. Quay không được, khu vực này thì cho quay rồi. Tiếp tục. Đó. Là một lát bây giờ mình đi khu vực này chưa? Đi giới thiệu phòng sơ sơ đi Cường ha. Cường thì rành hơn hay là Cường giới thiệu phòng tất cả các bạn. Ở đây là mình không được nói chuyện to cho nên là mình kê cái camera sát vô mình nó nhỏ ha. Đi. Ấy, không khác, trước khi đi mình giới thiệu. Vừa xong hơi xong anh em tôi hơi đói thì có mua hai quả trứng gà. Tập gym ăn trứng gà tốt lắm các bạn. Tập gym để ăn trứng cút nha, trứng cút nhỏ xíu à. Nó cút lắm. Hai quả trứng gà, một quả là 21.000 nha. Bán chẳng nha, trong bán lẻ. Bán chẳng nha, bán 2, 4, 6, 8, không bán lẻ nha. Muối tiêu, ủa muối tiêu muối gì vậy? Để coi coi. Muối trắng. Muối trắng này hả? Trời, muối trắng luôn mà. Ở nhà có nguyên một hũ muối Tây Ninh luôn. Trời ơi. Mà còn thích uống nước ở đây đó là nước chanh mật ong. Chanh mật ong tốt lắm các bạn. Nó có cái vỏ chanh. Ừ. Mình uống rất là ngon, rất là mát rồi. Thôi bây giờ mình đi một vòng đi ha. Một lát mình ăn sao nha. Giờ anh vô xong em mở cho anh nha. Anh vô anh làm người mẫu em mở cho anh nha. Giữ nguyên quay nha. Ê, trời ơi, sao tại tắt? Tại tắt cái đó. Thôi nè. Anh tính vô cái này luôn á. Ôi, mở lại cho anh vô đi. Mới kỳ quá. Là mở đi cơ. Cái này là cái hang hồng ngoại này thì nó sẽ giúp mạch máu, nuôi dưỡng mạch máu. Thì khi mà mình vào á là sẽ có một cái nệm nữa, nếu mà ai thích nằm mặt đất thì nằm, còn ai mà thích lấy cái nệm thì lấy. Rồi do đó nằm thì cứ trung bình cứ mỗi một cái phòng như vậy á thì chúng ta sẽ ngồi là từ 10 tới 15 phút. Đây bên trong nó có cái tia hồng ngoại giống vật lý trị liệu lắm nha. Đúng rồi, đó là cái vật lý trị liệu á. Hồi đó lúc mà ông ngoại em là lúc mà bị bệnh á, bị lạnh á. Ừ. Cứ đêm nào mà bị lạnh nó là mở cái đèn hồng ngoại này nè. Ừ. Đèn hồng ngoại á là nó về y học luôn á, nó điều trị bệnh á. Vậy là cái hang này tốt nè. Ai mà giống như mà người nhiều mỡ nằm cái hang này nằm nguyên một ngày luôn, sáng dậy nó teo nhỏ giảm cân luôn á. nếu mà để mà gọi mà rút nước á vô cái phòng lạnh bên kia rồi. Thôi mày đi liền luôn đi. Hey, bây giờ nè, bây giờ cái ly này mà số 35 là của anh, hay quả trứng này của ai? Của anh, của em mình kia. Thôi mình để ngoài kia đi ha, để mình đi quay tập trung. Phòng này là phòng băng. Phòng băng Uclo, nhiệt độ. Nhiệt độ ở đây này nó có 8 độ à. Độ có 8 độ à. Khi mà vô trong này á mình phải vô cái phòng. Mình phải vô một cái phòng. Đây là cái phòng điều dẫn. Vô luôn điều dẫn. Phòng điều dẫn để mà anh đừng có bị sốc nhiệt, lạnh quá đó, sốc nhiệt. Mình về 5 phút. 5 phút không? Ơi 5 phút vậy là người ta đỡ được đâu. Anh mình vô luôn. Vô luôn đi. Camera 1 phút là biết bao nhiêu tiền? 30 giây là mấy tiền. Giống như trong đầm sen băng vậy đó. Tội nghiệp cái người lao công ha, lao đây một tiếng là bệnh luôn á. Mấy cái đường ống, mấy là đường ống nè, tận tuyến hết luôn nè. Ok các bạn, còn bây giờ là giới thiệu với các bạn là hai người bạn Tài mới quen, hai anh Tài mới quen tại khu vực spa này ha. Hello. Ok, introduce you, where are you from? Tennessee, USA. USA, Tennessee, yeah. Yes. Jack Daniels. What do you feel about this spa? It's very nice. Yeah, it's very nice. We need something like this in America. This floor just one up 3 floor. Yeah. Really? This floor we will enjoy the room. Right. And at the first floor we enjoy the take the bath and enjoy the pool. Right. This floor, we enjoy the room. Yeah, it's very nice. Okay. Yeah. Say something with my friend. Hi, how are you? Hi. I am fine, thank you. Okay.
Okay, we can go fun. Okay. Enjoy. Yeah. Take care. Yeah, thank you. Bye. Anh mới nhậu xong vô nóng, xong vô lạnh liền luôn à? Không, vô anh có nghỉ thôi. Có nghỉ mà. Đi tiếp tục ra ngoài. Thank you. Thank you. Bớt nóng anh Tài nóng quá. Đây còn nhấc mẹ này coi. Thôi, em ngại nhất là đi sống à. tiếp tục. Rồi, đây là cái em chúng ta vừa mới ra khỏi từ cái phòng mà không dĩa cơm. Như quá nãy. Phòng băng, cái phòng. Rồi, bây giờ mình muốn giải ngoài phòng sông hơi nóng. Đây là những cái phòng sông hơi nóng nha. Phòng này là phòng chun. Đi chu, ballroom. Ballroom là phòng banh. Không, phòng đá núi lửa. À, phòng đá. Ấy cô em bé nữa kìa các bạn. Ở đây nó nóng lắm á nha. Nóng lắm. Nóng lắm á. Đấy, bây giờ anh nằm xuống anh làm người mẫu em quay nhanh rồi mình đi ra. Cái từ bone có nghĩa là mấy viên đá nhỏ nhỏ. Ở trong có mấy viên đá nhỏ nhỏ là bone room đúng rồi. Phòng này là đá muối Himalaya, vô trong coi. Ở đây mình không có nói gì hết nha. Anh vô làm người mẫu em tự quay thôi nha. Quay ảnh thôi, quay người ta, người ta không cho. Cái viên đá mà muối toàn viên đá mà người ta lấy từ Himalaya. Himalaya tiếng Việt là Hy Mã Lạp Sơn nha các bạn. Nói cho các bạn biết. Ở bên đây cũng giống bên kia. Cái hang đây là phòng gì đây? Chun rung. Trời tiếng ấy không mà, tiếng Hàn không mà. Phòng gì? Thuốc bắc. Phòng thuốc bắc, để vô coi cái mùi thuốc bắc nó sao. Chăm quan tâm rất là kỹ đến sức khỏe của khách hàng, thậm chí là có cái phòng ngủ luôn. Sleeping room for women còn ở trên là dành cho nam. Mấy cái phòng này chính là người ta vô, người ta nằm, nghỉ ngơi, tận hưởng và để cho thuốc bắc hoặc là muối, các tinh chất của muối nó ngấm vào người cũng như là hít thở trong không khí. Cho nên là nếu mà quay kỹ cái này là phải đặt cái camera một tiếng ngủ trong đó, thức dậy xong mình tắt cái camera, đó là mới làm kỹ. Đi tiếp. Phòng ngủ này vắng. Phòng women nha các bạn nha. Nhìn kỹ nha, là để kỹ nè, women là nữ nha, nhớ nha. Là nếu như mình muốn vô thì mình tự mình bẻ cong mình thôi. Women. Ủa giờ men đâu? Sleeping room for men. Lên đây. Sleeping room for me. Đây, phòng này ngủ nè, đã ghê ha. Sau một tuần làm việc căng thẳng, vất vả, mệt mỏi mà mình đi, nãy giờ mình đi 3-4 cái phòng kia để mình lấy những cái tinh chất của muối rồi tinh chất của thuốc bắc, mà vô cái phòng này nằm ngủ một cái là phục hồi năng lượng. Bây giờ tại ngủ demo thôi nha. Các bạn không có ngủ kỹ được, ngủ kỹ là tốn thời gian. Rồi, sau một tiếng thức dậy,
không à. Ê, ở đây là cấm nha. Hai người nam vô đây nhưng mà mình không có được có những cái hành vi âu yếm nha. Cấm ở trong cái quy định là cấm nha. Đúng không Cường? Cấm hành vi âu yếm tại khu vực này. Đúng. Đúng. Là hành vi âu yếm là họ cảnh báo những người như anh Tài á. Ổng chuyên gia có gì đó luôn. Giống như nè, đây nè, quay. Giống như trong lúc người ta đang ngủ mình không được tới mà quấy rối. Quấy rối còn quấy rối cái gì là cấm luôn. Rồi, đi xuống. Rồi tầng 1 là hiện tại là như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ thưởng thức và sau đó mình sẽ lên tầng 2 và mình nói tiếp về tầng 2. Ok. Ê, khoan. Còn một cái phòng, trong cái phòng trung tâm nữa. Là cái gì đó giống vậy? Anh lên đi, lên đi. Trong đấy hả? Sao meditation, không meditation là tĩnh tịnh, thiền hả? Thiền mà cũng hơi nóng đi các bạn. Nè, khi mình ngồi đây nè, mình thiền. Ngồi đúng nha, ngồi sai điện nó giật. Ở dưới nó bấm cái nút mở công tắc điện giật. Cháy bít luôn á. Thiền. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi đó, nó là vậy đó. Rồi đi xuống. Đúng ra là mình sẽ hít vào thở ra là đâu đó phải 800 lần. Nè, tâm mình sẽ tỉnh. Đây, cái phòng nóng phòng lạnh nó liên tục thay đổi các bạn ơi. Rồi thôi bây giờ chúng tôi sẽ ăn hai quả trứng và uống một ly ly gì quên rồi. Trà mật ong, trà tắc mật ong. Sau đó mình sẽ lên lầu 2. Không, mình sẽ thưởng thức cái dịch vụ lên lầu 2 mình sẽ nói tiếp. Ok. Rồi các bạn ơi, đây là một cái phòng mà dùng để giải trí. Mà anh em chúng tôi, giải trí của anh em chúng tôi đó là ăn trứng. Đó, chúng tôi có niềm đam mê giải trí ẩm thực. Bây giờ em tự đi quay nha, tự quay mấy cái phòng to lắm. Ngoài kia có phòng cho em nữa, để anh ra nói cho xong luôn mà chưa mình ăn nè. Má thì biết đâu luôn. Đó thiệt luôn các bạn. Em phải quay em zoom to ra, em đứng xa xa để thấy được cái khung cảnh bao la rộng lớn mênh mông của nó. Đó, em thấy không? Thì có con người vô để mình thấy là con người rất là nhỏ bé so với cái phòng này. Góc thư giãn Aroma Relax Lounge. Em quay cho bạn đi kìa. Aroma Relax Lounge. Rồi, ở đây có mấy bộ cờ tỷ phú nè, cờ cá ngựa nè. Rồi quay thiếu nhi đang ăn kìa. Đó, baby. Baby C đang ăn kìa. Baby C, Sydney. Ít đi. Rồi, ở đây có phòng thiếu nhi nè. Cái này là massage joint. Là cái này là sao ta không hiểu được. Vô đây là bắt đầu massage cổ vai gáy và tay chân, nó phải mua vé. Chưa đặt trước không phải mới vô. Rồi biết rồi. Khu vực này hả? Rồi đi ra. Để tiếp tục. Rộng lắm nha, quay xuyên vào cánh cửa như thế này. Rộng lắm đó nha. Rồi. Rồi, vô anh. Thì nãy giờ đi là cũng rộng lắm đó nha. Từ dưới đất nè. Dưới đất mình chỗ cái khu mà tắm rất là nhiều phòng. Ở trên lầu 1 cũng rất là nhiều phòng. Không gian sang trọng lắm các bạn ơi. Ghế gỗ nè, bàn gỗ. Đẹp ghê luôn á. Quan trọng nhất là cái người lau nhà là lau sạch ghê luôn á. Cường thấy không, lau sạch nó không thấy bụi luôn. Cái chén này là cái chén đậu xí ngầu nha mấy ba mấy má. Đừng có thấy ăn trứng nha. Bỏ vỏ đùm la nha mấy ba mấy má. Rồi, đứa quay phim có đứng nhìn của anh ăn đi ha. Còn không mày tắt máy rồi đi chung. Rồi tắt máy rồi. Ồ may mắn quá, tại gặp một cái gia đình các bạn. Gia đình và những người bạn. Em, giới thiệu cho mình đi. Em tên gì, đến từ đâu, quận nào? Em tên Vân. Em tên Vân. Em sống em dám không nhận, em có thường xuyên vô cái spa này không? Thường lắm hả? Đi đây cũng thoải mái. Thoải mái luôn. Là mình trải nghiệm nguyên một ngày trong đây luôn. Thường em mở tới trưa. Đây là lần đầu tiên anh đi á, anh cũng có biết nhiều về dịch vụ. Anh không biết mọi người sẽ đi vô đây và sẽ ở lại như thế nào. Em cũng không sử dụng nhiều dịch vụ lắm, nhưng mà thường đa số là em ở bên phòng xung hơi. Tại nay có em bé mình đi vô đây.
vô đây thứ nhất là nó thư giãn, thứ hai là những cái phòng đó nó cũng tốt cho sức khỏe ha. Hai lý do chứ. Dạ. Cái phòng thoải mái ha. Em đi ở đây thì nó khác gì so với những cái spa mà em hay đi bên ngoài á? Em thấy đi đây thoải mái nhất. Giống như là mặc dù là công cộng nhưng mình cũng có một chút gì đó riêng, mình nằm hoặc mình ngồi nó rất là thoải mái và nó không có buộc thời gian. Tức là gia đình mình vô đi cả gia đình được. Còn đi kia là hầu hết là đi spa kia là mình đi một hoặc hai người. Hai người là nhiều đúng không? Nguyên một team tụi em 4 người, có em bé nào đi cũng thoải mái. Tụi em định là dắt bé này đi mà ổn thì tại vì 4 đứa tụi em đều có con thì đều dắt con. Ủa có, ơi trời. Bốn đứa tụi em đều. Anh sẽ cắt khúc đó ra nha. Bốn người đều có con hết nè. Thôi mình nên giữ khoảng cách cho nhau đi ha. Chứ tự nhiên đang ấn tượng tốt mà tự nhiên cái câu cuối. À. Tự nhiên đang ấn tượng tốt rồi tự nhiên cái câu cuối cái mất sụp đổ thành ảnh luôn à. Bốn người sáu đứa con. Thôi bỏ cái vụ con đi, em kỳ quá. Tiếp tục nói về spa đi, nói cuộc không gian thư giãn, đang thư giãn em làm căng thẳng quá. Rồi tiếp tục. Mà ưu điểm chỗ này là anh có thể dắt con theo được. Thôi đừng có nói vậy, đừng có nói thì em kỳ quá. À, mình nói là ưu điểm chỗ này nè, có nghĩa là trong các spa khác đó thì rất là khó để chúng ta ngồi giao lưu để trò chuyện hoặc gia đình mình trao đổi công việc gia đình, nhưng mà ở đây mình có thể làm cái điều đó. Đó ưu điểm là vậy thôi. Tự nhiên con cái gì em kỳ phân kỳ quá, mấy người tính Vân hay kỳ quá. Đây hai thoải mái ha. Dạ. Ủa là em trải nghiệm mấy cái phòng kia hết rồi. Dạ. Dạ, chị em mới đi nghiệm. Em chưa trải nghiệm rồi, chờ em đi trải nghiệm. Rồi. Mấy phòng nó chụp hình đẹp lắm anh. Dạ. Anh quay hết luôn rồi đó. Nhưng mà vô ngồi selfie đẹp lắm. Ok, cảm ơn em. Rồi thôi em tiếp tục thưởng thức không gian gia đình đi ha. À, anh vẫn ngồi đây chứ không gì đâu. Dạ. Anh ngồi đi, tuần sau em có dắt con ăn theo nữa. Ê mà như em không thể thoát khỏi cái chủ đề người phụ nữ của gia đình ha. Chúc mừng em và chồng em ha, cho vừa lòng em. Chúc mừng tất cả những thành viên trong gia đình em luôn. Trời ơi, cho vừa lòng em. Kỳ quá. Thôi anh là đi với bạn thì... Thôi giận rồi. Không mấy bạn em tôi với anh không được. Anh mình cũng là tôi có chơi có tôi với lại cái cô mà đang quay phim này là bạn với nhau thôi chứ không quen người đó. Nhưng mà tụi anh với anh này là đi theo dạng gia đình đúng. Gặp nhau ngoài đường thôi. Gặp không, không, mình không quen bạn đó, mình chỉ là sao cuộc đời của tôi kỳ vậy các bạn? Ủa rồi, cuối cùng anh chơi với anh? Đâu ai chơi với anh đâu. Anh chơi với mọi người là được rồi, anh thấy trong lòng anh vui. Tụi em đi 4 người, bên đó đi 2 người, ai chơi với anh? Anh tự chơi với mọi người được rồi, anh đâu có quan tâm ai chơi với anh. Tức là thì ai hùng đông đông mà nhạc bà chơi. Thấy không người chơi ké. Thấy đông đông mà chơi ké, rồi cuộc đời mà em. Lát nữa có người đến nhạc bà chơi. Đó, giờ anh qua kia chơi nữa nè, thấy không? Bỏ cái đề tài đi kia đi ha. Đang trò chuyện không khí, mọi thứ đang cao trào, đẩy xuống cái đùng. Ê, quay mấy cái máy ngói này nè, lịch sử của nó đâu đó 100 năm đó nha các bạn. Quay kỹ cái máy ngói cho anh. Cái máy ngói á, quay cái lưng của bà kia như vậy. Mày gác quay cửa kiếm mình thấy quay cái máy ngói mà. Trời ơi, cái máy ngói này nè. Đố thay máy ngói luôn. Cái máy ngói ra đây, mày phải ra đây. Nè, quay cái máy ngói nè. Sử đó là phải 100 năm, thấy chưa, thấy cái máy ngói chưa? Đó, máy ngói là bằng gạch đó, lịch sử là 100 năm. Còn Vân á. Ôi, 95 thấy mình là hợp nhau rồi, anh số 35. Hợp anh. Ủa, nữ là màu đỏ hả? Nữ là màu xanh, nam màu đỏ hả ta, đúng không? Chắc vậy. Em đi nhiều mà muốn biết mà chắc vậy. Em đâu có đi cái đàn ông biết. Ờ ha. Mẹ chỉ cuộc đời của em là bởi khổ ghê. Thôi tôi chắc bên cái này mình tắt được rồi. Anh đang nghỉ em tắt đi. Đâu có một tiệm anh tới đây thì là thưởng thức, nhưng mà quen vui thích. Thì đam mê của anh là chia sẻ những cái dịch vụ. Ồ, giới thiệu với các bạn, chúng tôi đã có thêm một người bạn đồng hành. Giới thiệu với các bạn, tôi là Tài, đây là Tâm. Tâm là một người Tâm Tài. Tâm là mối quan hệ giữa Tâm trong cuộc chơi này. Tâm là như thế nào, cái Cường Tâm tự nói đi. Thôi được rồi, câu chuyện cũng không quan trọng đâu, quan trọng là tâm trải nghiệm ở đây là thứ mấy rồi. Lần đầu tiên nha các bạn. Còn như theo bạn tay cái này. Nhưng mà nãy giờ Tâm là vô được bao nhiêu phòng rồi? Mình đã mới đi vô phòng này, phòng thứ hai thôi các bạn. Phòng thứ hai hả? Ồ, phòng thứ hai nó có một cái điều đặc biệt nha. Là nó có một cái thử thách rất là bất ngờ. Đó là từ phòng thứ hai là vô đây sẽ được một cái. Không, đó là thử thách chưa tới lúc chưa thấy vậy. Nó sao vậy? Khoái muốn đó mà. Mới phổ biến luật thôi. Nhớ này á hả?
Còn cái chuyện mà có những cái phòng kia nữa thì không, lấy mình sẽ trải nghiệm sao, nhưng mà thấy không gian của đây như thế nào? Phê hả? Phê phê là, phê là mình dùng từ ngắn để văn nói á, còn văn viết mình dùng từ trong đây rất là thanh hoa. Nóng. Nóng ý là cho nguyên cái không gian này nè, không gian của Golden. Cái này là kìa, nó chiếu trực lên. Đây là chúng tôi phỏng vấn những người mà lần đầu tiên đến đây hết nha các bạn. Tài cũng lần đầu tiên đến đây thôi. Đó, tất cả mọi người đều lần đầu tiên hết. Nãy có phòng kia bà kia kỳ. Lát về kể cho nghe. Cái gì gì là nó đúng gì đâu. Ờ, thôi bỏ đi, bỏ vụ đi. Ờ, à, thôi vậy ha. Giờ đem đó giới thiệu một người bạn mới thôi. Tâm. Tài. Tài chim, tài chim nha. Tài chim. Tài chim. Tài chim. À, ồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Có nghệ danh không? Tâm gì, tâm gì, tâm gì? Tâm gì? Tâm chưa có nghệ danh. Tâm thần. Tâm thần, biết ừ, nghĩa đi cho nó gọn. Tâm thần, nghệ danh. Tài chim nha. Okay, tài chim, tâm thần, xin chào các bạn. Ồ, đây là cái khu vực ngâm chân nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy Tâm. Tâm thấy cảm giác như thế nào khi mà ngâm chân? Nói chung là cảm giác nó lạnh tê chân lắm. Rồi, ta sẽ dẫn Tâm qua bên đây. Qua đây sẽ nóng ha. Đi, qua đây. Qua đây. Đi nha, đi như đi chân sáo đi Tài, mình nhảy chân sáo đi. Không, nước. Mày còn tuổi đôi mươi mà nhảy chân sáo. Nước mình không nhảy chân sáo được. Nước mình nhảy như con vịt đó. Rồi đây. Tâm phải đặt chân vào đây và cho biết cảm nhận. Sao thấy thế nào? Ấm hả? Ồ, nóng nha các bạn. Ở đây có hai khu vực nha. Ngâm chân nóng thì ở đây. Ngâm chân nóng là dành cho những người mà nóng tính. Ngâm chân lạnh là dành cho những người lạnh cảm. Ủa, sao 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 chị? Sao anh nói vậy? Em hơi xa xa. Đâu xa cái gì đâu? Cái gì hơi xa xa? Đi đâu xa xa xa? Ủa, sao chị nó chích 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 chị? Chích cái gì? Nóng chứ chích gì đâu chích? Không, nó chích vô cái chân chân á. Chị đi nóng trước lạnh sau. Mà chị qua lạnh trước thì chị vô nóng nó sẽ không thích cái chân mình. Đúng rồi. Vậy là mình đi sai rồi, sai chủ đề rồi. Nè, chứ cái chân Cường không bị gì hả? Chị rửa chân xong chị qua nóng trước, xong rồi chị mới qua lạnh. Cường không bị gì nhớ nha, nóng trước nha. Không bị gì không? Nóng trước không, nha không các bạn. Không có bị gì hết trơn, nhưng mà điều có thể là cảm giác chân mai mốt mình đi theo rút kinh nghiệm á. Lúc nào cũng vậy á. Phòng xong hơi nóng cũng vậy. Dạ, nóng trước làm sao? Nè, mình đi đây nè, mình tham quan được cây cỏ nè. Phòng nóng anh vô xong rồi anh ra ha. Cô để qua lạnh, cái nó rất là lạnh, đúng không? Dạ. Đọc sách. Đấy, đi hết đi. Thư giãn. Dạ rồi. Đọc sách. Dạ. Vừa nắm chân vừa đọc sách. Nãy giờ có tắm sao đây không? Đi. Ở đây là cái hồ massage cá nha các bạn. Massage cá thì nó có tác dụng là cá sẽ rỉa những cái tế bào chết trên cái đôi chân của mình. Rồi các bạn coi cá nó rỉa đôi chân của Tài nè. Hầu hết chứ là mọi người cũng đã đi massage cá rồi cho nên không cần phải nói nhiều. Nên là mình giới thiệu là trong khu vực này có massage cá. Và đặc biệt ở đây là mấy con cá lóc. Massage cá xong rồi một lát xuống dưới mình sẽ ăn món cá lóc cuộn bánh tráng ha. Nó ngắn gọn vậy thôi ha. Quay không gian ở đây. Một lầu rộng lắm nha các bạn. Rộng vô cùng. Đấy, cùng. Giật luôn rồi. Cá là nó giật luôn rồi. Yeah. Tâm làm gì vậy? Sao buồn vậy? Ngoài ra còn có thú nhúng nữa nha các bạn. Hey. 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 À, thú nhúng là trang bé chơi nha các bạn. Có nhà hàng luôn nha các bạn. Chúng ta đang ăn trưa. Đây là cá thu. Ê, cá thu ở đây á. Đây là mấy món ăn kèm của Hàn Quốc. Ủa Hàn Quốc sao đã có đậu bắp ở đây là mời Tài tới livestream để quảng cáo hả? Đây không có mời, tự Tài đó, Tài lựa, Tài livestream luôn. Thường thì đâu không ai mời Tài đó. Mấy buổi đám cưới ít ai mời lắm, tự Tài rất hiền. Ồ, vậy là bye. See you again. See you. See you. See you on the room. Yeah. Yeah. Còn món, còn con, ấy mình đừng có rung tay. Vậy, còn con gà nữa, mà lấy con gà ra quay đẹp lắm. Giờ ăn trước nè. Cái này mấy đồ khô. Mấy giây vài giây. Cái nhỏ Tài nó nhảnh thiệt không? Hả? Sao? Hồi nãy nó kêu là một hai một con vậy thôi. Một con. Nửa con, nửa con. Một con, một con. Một con gà luôn á nha. Cái gì một con, nửa con? Một con. Nửa con à, nãy nửa khổ con. Khổ quá, nửa con gà. Hai cái đùi này một con là nó. Cái này là một con. Nửa con gà là phần 135 nghìn.
một con gà luôn á. Khoai tây nè, này củ cải nè. Chấm này là cái 75 hả? Chấm nước sốt này nè. Rẻ hả? Xuất sắc luôn. Còn cái thịt này là cuốn rau nè các bạn. Ngon luôn. Tặng được là combo đó là có hai cái ly nước ngọt. Còn cái hoa này là không có cần phải mua nha, hoa này của bạn tự có. Để các bạn biết mốt thùng hóa đơn của mình có cái gì các bạn phải biết. Nè thôi. Tương đậu. Hoa này là mua bao nhiêu rồi chợ? Không. Nếu mà mua. Không thì nó không quan tâm, mình nói gì ở đây thôi. Không, mình nói luôn các bạn biết là nếu mà mua hoa nó sẽ tốn bao nhiêu tiền ngoài chợ luôn. Nếu mua hoa ngoài chợ các bạn ở chợ hỏi ha. Chứ ở đây Tài cũng không biết, không có rồi. Như vậy là Tài đã trải nghiệm một ngày tại Golden Lotus Spa. Quả là một không gian rất là thư giãn và tái tạo năng lượng. Lần sau nếu mà có dịp thì Tài sẽ rủ gia đình và bạn bè đến đây để mà trải nghiệm cái khu vực không gian tắm chung tập thể nuôi đã. Đúng. Đúng, Tài làm cái gì ghê lắm Tài.